phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Đại Bồ Tát. Nam mô tất cả hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Dạ, đệ tử con là Phạm Thị Khánh Hòa, pháp danh Diệu Thuận. Nay con xin nguyện đem tất cả công đức mà con chép kinh Địa Tạng trọn bộ, xin được cúng dường lên thập phương thường trụ Tam Bảo. Con xin được cúng dường lên Đức Bổn Tôn Địa Tạng Đại Bồ Tát. Con nguyện đem tất cả công đức mà con cũng chép kinh này, có một chút công đức nào từ mảy lông sợi tóc, con xin nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang thọ khổ trong ba đường ác đạo, tất cả chúng sanh trong mười phương hư không pháp giới trên toàn vũ trụ. Nguyện tất cả chúng sanh đều sớm có nhân duyên với Bổn Tôn Địa Tạng Đại Bồ Tát và sớm được Ngài cứu độ cho. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát.